Em xin chào tất cả mọi người, xin chào các bác. Trên tay em đang cầm để giới thiệu tới mọi người một sản phẩm, đấy là motor quạt sàn nóng của Hyundai New Coty. Hàng được sản xuất tại Busan, nhà quạt Busan của Hàn Quốc. Đấy. Gần như các cái dòng Coty do là không phải là hàng chất lượng kém, mà thực chất ra là do cái xe Coty để chở khách thì vận chuyển khi các bác vận chuyển khách là 24/24, các bác bật điều hòa nên không tránh khỏi rằng là cái việc mà cái motor nó nhanh chết. Chứ nhiều bác điện cho em hỏi là tại sao cái quạt của anh chỉ thay được từng này tháng là đã hỏng. Thì em nói thật sự là quạt nó cũng như con người, chỉ sử dụng và phải nghỉ, sử dụng phải nghỉ, sử dụng nhiều nó sẽ dẫn đến tức là mòn chổi than, rồi nó hỏng các cái bên trong. Anh em có nhu cầu cần tư vấn và giải đáp thắc mắc thì liên hệ với em theo số điện thoại 0769086333 hoặc 0366495112, hỗ trợ tư vấn lắp đặt thay thế tại số 1 ngõ 319 Tam Trinh. Số điện thoại là 0856727222. Với cái hàng này thì anh em có thể yên tâm là riêng với hàng của Busan này thì nhà máy này nó đã sản xuất và đã được kiểm chứng rồi, nên anh em có thể yên tâm. Em xin cảm ơn mọi người đã xem video của em.